Xin chào các bạn. Trước hết mời các bạn tải bản PDF nội dung bài học ở ngay dưới video này để tiện theo dõi. Trong bài số 13 này, chúng ta cùng tìm hiểu và thực hành vấn đề tiết tấu trong âm nhạc, phần thứ nhất. Trước hết, tiết tấu trong âm nhạc được định nghĩa là sự sắp xếp cách trật tự hài hòa, các âm thanh có trường độ dài, ngắn khác nhau thành từng nhóm âm hình lớn nhỏ trong giai điệu của tác phẩm theo tình ý của người soạn nhạc. Phải nói rằng trong nghệ thuật âm nhạc thì có ba yếu tố quan trọng cơ bản bậc nhất chính là tiết tấu, giai điệu và hòa âm. Trong đó tiết tấu là yếu tố nghệ thuật nền tảng cốt lõi quan trọng hàng đầu. Bởi vì ngay cả khi chưa có giai điệu âm nhạc, thì người xưa đã biết dùng các vật dụng lao động như khúc cây, cục đá mà tạo nên những âm thanh đều đặn hài hòa để diễn tả tâm tư cảm xúc hay là hô hào nhau trong lao động săn bắt hái lượm. Về sau khi người ta đã biết ngân nga vang lên những câu hát tiếng hò thì lúc đó mới có giai điệu. Thế nhưng phải mãi tới thời Trung Cổ với sự phát triển nền âm nhạc Tây phương cổ điển thì hòa âm mới xuất hiện và trở nên kinh điển với hai điệu tính trưởng thứ. Vì vậy phải nói rằng tiết tấu là yếu tố quan trọng nhất trong âm nhạc. Nhóm tiết tấu bất thường. Trong âm nhạc người ta thường sử dụng hai loại trường độ, tức là độ dài của âm thanh khác nhau: trường độ cơ bản và trường độ tự do. Trường độ cơ bản gồm những nốt tròn, nốt trắng, nốt đen, móc đơn, móc đôi chúng ta đã thực hành ở những bài trước. Còn trường độ tự do là sự phân chia cách tự do các trường độ cơ bản thành những phần bằng nhau, tạo nên những nhóm tiết tấu bất thường như liên 2, liên 3, liên 4, vân vân. Trong bài này chúng ta tìm hiểu và thực hành liên 3, tức là chùm 3. Đây là nhóm tiết tấu bất thường thông dụng nhất, gồm 3 nốt nhạc có trường độ bằng nhau. Nhưng khi diễn tấu thì trường độ của chúng chỉ bằng trường độ 2 nốt cùng hình dạng. Còn cường độ âm thanh thì nhấn ở nốt đầu tiên và giảm dần ở những nốt sau. Ở đây nhịp 2-4 chúng ta thấy có chùm 3, trường độ tương đương bằng 2 nốt móc đơn. Còn ở đây là nhịp 4-4, chùm 3 nốt đen này có trường độ tương đương bằng 2 nốt đen. Điều đặc biệt đáng lưu ý ở đây là khuynh hướng gần như đã là thói quen của một số người thường diễn tấu liên 3 hay chùm 3 theo kiểu nhấn ngân nốt ở giữa, giống như trường hợp tiết tấu đảo phách syncope, là một sai lầm đáng tiếc cần phải chỉnh lại. Cụ thể trong ví dụ ở đây thì chùm 3 nốt đen này phải diễn tấu khác với tiết tấu đảo phách móc đơn đen đơn. Đó là phần lý thuyết của bài học hôm nay. Bây giờ sang phần thứ hai, xướng âm thực hành. Trong bài học này, chúng ta sẽ thực hành tiết tấu liên 3 móc đơn và nốt đen. Về nhịp, chúng ta sử dụng nhịp 2-4 quen thuộc, nhịp 4-4 và nhịp 2-2. Về hợp âm chủ, chúng ta xứng âm dọc pha trưởng, son trưởng và la thứ. Bây giờ mời các bạn bước vào thực hành xướng âm. Trong đoạn nhạc xướng âm đầu tiên này, chúng ta sẽ thực hành tiết tấu liên 3 móc đơn ở nhịp 2-4 bằng một phách được chia đều thành 3 phần, nhấn ở nốt đầu tiên, giảm dần cường độ ở những nốt sau. Về hợp âm chủ, ở bài 8 chúng ta đã học, nếu dấu khóa có một dấu dáng nằm ở dòng si mà kết thúc ở âm pha, thì đó sẽ là giọng pha trưởng, nếu kết thúc ở nốt rê sẽ là rê thứ. Vậy bài này kết thúc ở âm pha, đây là giọng pha trưởng.
Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1 2 vào. Do fa son la la do. Do do son fa la. Fa si do re do do. La la do do mi fa son. Fa fa si do re si do. La la re re. Do son son mi son do do fa si la son fa. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1 2 vào. Do fa son la la do. Do do son fa la. Fa si do re do do. La la do do mi fa son. Fa fa si do. La la re re. Do son mi son do do fa si la son fa. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1 2 vào. Trong đoạn nhạc thứ hai này, chúng ta cũng thực hành tiết tấu liên ba móc đơn ở nhịp 2-4 dọc pha trưởng. Đồng thời cũng cần nhắc lại, các nốt móc đơn có chấm dôi sẽ bằng 3/4 phách, còn nốt móc kép chỉ có 1/4 phách, vì vậy cần nhấn ngân lâu ở các nốt móc đơn chấm dôi. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1 2 vào. Do 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 la son fa mi fa son la fa do. Do do fa mi son si si la la. Fa la si do 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 la re re la si. Fa la si son 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 do son si la son fa. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1 2 vào. Do 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 la son fa mi fa son la fa do. Do do fa mi son si si la la. Fa la si do 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 la re re la si. Fa la si son 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 do son si la son fa. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1 2 vào. Thank you.
Đoạn nhạc xướng âm thứ ba này là phần điệp khúc của một bài thánh ca rất quen thuộc ở nhịp C, tức là nhịp 4-4. Như chúng ta đã học trước, nhịp 4-4 là nhịp kép gồm có hai trọng âm thứ nhất ở phách 1 và trọng âm thứ hai ở phách 3. Trong bài này chúng ta thực hành liên ba nốt đen bằng hai phách được chia đều thành 3 phần bằng nhau, nhấn nốt đầu tiên, giảm dần cường độ ở những nốt sau. Cũng cần lưu ý, như phần lý thuyết đã nói, tránh nhấn nốt ở giữa. Bài này nguyên gốc ở giọng rê thứ, nhưng để vừa tầm cữ nhiều người thì chúng ta hạ xuống giọng la thứ. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. 1, 2, 3, 4 vào. La do mi la 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 si 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 la do si la si mi la fa re mi 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 re 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 do re mi re do la si. La do mi la si 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 mi 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 re do re mi la la son. La do fa mi mi la mi re re mi re do re mi re do si la. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1, 2, 3, 4 vào. La do mi la 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 si 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 la do si la si mi la fa re mi 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 re 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 mi re do la si. La do mi la si 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 mi 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 re mi la la son. La do fa mi mi la mi re re mi re mi re do si la. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1, 2, 3, 4 vào. Đoạn nhạc thực hành xướng âm thứ tư này cũng là phần điệp khúc của một bài thánh ca rất quen thuộc. Có điều nếu như ở bài số 3 chúng ta vừa xướng âm là nhịp C, tức là nhịp 4-4, thì đây cũng là nhịp C nhưng có vạch dọc ở giữa, tức là nhịp 2-2. Mà tư duy về trường độ các nốt của nhịp 2-2 chỉ bằng một nửa các nốt ở nhịp 4-4. Cụ thể, nốt đen ở nhịp 4-4 bằng một phách, thì ở nhịp 2-2 này chỉ còn nửa phách. Nốt trắng ở nhịp 4-4 là hai phách, ở đây chỉ còn một phách. Và vì thế, liên ba nốt đen ở đây cũng chỉ tương tự như liên ba nốt móc đơn ở nhịp 2-4 hoặc 4-4 mà thôi. Bây giờ mời các bạn nghe xướng âm trước một lần.
một hai vào. Si do re si si la son re re mi do do si la la son fa fa mi re re mi do si. Si do re si si la son re re mi do do si la la son fa fa mi re re mi fa son. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. 1 2 vào. Si do re si si la son re re mi do do si la la son fa fa mi re re mi do si. Si do re si si la son re re mi do do si la la son fa fa mi re re mi fa son. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. 1 2 vào. Như vậy, bài học của chúng ta hôm nay đã xong. Mong các bạn dành nhiều thời gian ôn luyện để có thể làm chủ được tiết tấu liên ba móc đơn và đốt đen. Chúc các bạn luyện tập thành công. Hẹn gặp lại trong bài tới.